Chào mừng các bạn nhỏ đã đến với kênh của chị. Hãy đăng ký kênh ủng hộ chị nhé. Hôm nay chị sẽ chỉ cho các em vẽ các loại rau củ quả. Đầu tiên chị sẽ vẽ củ cà rốt nha. Tiếp theo chị vẽ hình tròn nè. Thêm chiếc lá nữa là trái táo nha các em. Đoán xem chị vẽ trái gì nè. Là trái bí đỏ nè. Tiếp theo chị vẽ lá nha. Thêm nhiều hình tròn nè. Là một chùm nho đó các em. Tiếp theo chị sẽ vẽ trái cà tím nè. Thật đơn giản phải không nào? Tiếp theo chị vẽ gì nè, nhìn giống cây phải không? Này là rau súp lơ xanh nhà các em. Này là trái dâu tây nè. Các em đoán xem đây là gì nè? Là một cây nấm nha, thêm những đốm tròn nè. Cuối cùng là trái ớt đỏ nha các em. Chúng ta bắt đầu tô màu nào. Củ cà rốt sẽ là màu cam nè. Lá màu xanh. Chùm nho sẽ là màu tím nè. Màu tím nhạt là màu nho chưa chín nha. Trái táo chị chọn màu hồng đậm nha. Trái bí sẽ là màu đỏ. Trái cà màu tím nha các em. Súp lơ là màu xanh nè. Dâu tây là màu đỏ nha. Chị sẽ tô đầy màu sắc cho cây nấm này. Ớt là màu đỏ nè. Chị đã hoàn thành rồi nè các em.